Trong bài viết này, iCamera xin giới thiệu tới các bạn những bộ mic không dây, có dây, những loại mic TikToker hay dùng để sản xuất các video triệu view của mình và lý do tại sao đây là sự lựa chọn của họ. Giới thiệu chung về mic. Hiện nay trên thị trường sẽ có 3 dòng mic chủ yếu là mic cài áo, mic định hướng, mic không dây hay còn gọi là wireless microphone. Đặc điểm của các dòng mic như sau. 1. Mic cài áo. Đây là loại micro được thiết kế nhỏ gọn với một đầu mic có thể gắn lên cổ áo, được kết nối qua dây dẫn dẫn tới thiết bị ghi âm. Với độ nhạy âm thấp, micro cài áo chỉ thu được âm thanh ở cự ly gần. Micro này rất phù hợp khi bạn cần thu âm giọng nói ở môi trường có nhiều tiếng ồn, ví dụ như là đường phố đông đúc, sóng biển, tiếng gió, tiếng quạt, vân vân. Do chỉ thu thanh ở gần nên video sẽ rõ tiếng của người nói và giảm thiểu được tạp âm. Sử dụng micro cài áo sẽ giúp bạn ghi hình một cách tự nhiên hơn, người xem không bị chú ý nhiều vào mic. Bạn có thể đứng, ngồi hoặc vừa làm việc vừa nói mà không ảnh hưởng gì tới quá trình thu âm. Tuy nhiên, micro gài áo có nhược điểm là dây dợ hơi vướng, bạn sẽ khó sử dụng nó cho các cảnh quay cần di chuyển nhiều. 2. Mic định hướng. Gọi là micro định hướng vì khi chúng ta xoay mic theo hướng nào thì nó sẽ thu âm thanh ở hướng đó. Micro định hướng có thể sử dụng đa năng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ các cảnh quay thông thường cho tới phỏng vấn, tọa đàm. Micro định hướng cho điện thoại thường là dạng shotgun, gồm một đầu mic và chân cắm thẳng vào thiết bị thu. 3. Mic không dây. Loại micro này sẽ gồm hai bộ phận, bộ thu và bộ nhận. Trong đó, bộ thu sẽ được đặt gần nguồn phát ra âm thanh, còn bộ nhận gắn với thiết bị quay phim. Loại micro này có ưu điểm như micro cài áo nhưng cơ động hơn, không vướng víu dây dợ. Nó được sử dụng nhiều trong trường hợp cần thu âm từ nhiều người nói, ví dụ như là diễn phim, diễn kịch. Tuy nhiên, không may là giá của bộ micro không dây thường rất đắt, một số loại rẻ tiền thường hay trục trặc sau vài lần sử dụng. Như vậy, sử dụng mic của những hãng nào là tốt nhất? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các hãng sản xuất mic khác nhau, xuất xứ đến từ nhiều nước khác nhau nhưng đa phần thì đều đến từ Trung Quốc. Giá thành các mic cũng khác nhau, nhiều mic giá rẻ chỉ tầm 100-200 nghìn nhưng chất lượng thì phập phù, may ra mua về sử dụng được 1-2 lần hoặc kém may mắn thì mua về bạn còn chưa dùng được lần nào đã phải vứt đi. Vì vậy khi mua mic, tốt nhất bạn nên lựa chọn các thương hiệu có tiếng trên thị trường như Boya, Trung Quốc, Rode, Úc, Saramonic, Mỹ. Trong đó thì các sản phẩm của Boya có giá thành rẻ, chất lượng ổn. Còn của Rode hay Saramonic thì tập trung vào chất lượng của sản phẩm nên giá thành sẽ cao hơn. Hiện nay, ứng dụng TikTok đang rất phổ biến và nổi tại rất nhiều các nước khác nhau. Và tại Việt Nam thì hiện nay giới trẻ rất ưa chuộng và phổ biến. Chính vì vậy, việc sử dụng mic để quay các video có chất lượng âm thanh tốt để đăng tải trên TikTok là điều mà nhiều người rất quan tâm. Và vì vậy, hôm nay iCamera sẽ nêu ra top mic thu âm quay clip mà TikToker hay dùng. 1. Mic cài áo. Boya BIM1. Đây là micro rất được ưa chuộng do có giá vừa túi tiền với nhiều người mà chất lượng thu âm vẫn đảm bảo. Boya BIM1 có dây dài tới 6m để bạn có thể thu âm ở khoảng cách xa. Theo công bố của nhà sản xuất, Boya BIM1 có thể sử dụng được cho tất cả các loại smartphone, máy tính bảng, máy ghi âm, máy quay, máy ảnh DSLR, máy tính, vân vân. Tức là bạn có thể sử dụng mic này cho rất nhiều nhu cầu khác nhau, rất là tiện. Thiết bị cho phép thu âm khi quay phim bằng ứng dụng camera mà không cần cài thêm bất kỳ phần mềm nào. Mình đã test trên cả điện thoại Android và iPhone thì micro này đều hoạt động rất ổn định. Qua đánh giá của đa số người dùng thì âm thanh thu Boya BIM1 khá rõ và ít tạp âm, đặc biệt là khả năng lọc tiếng ồn cực đỉnh. Mic sử dụng pin cúc áo, loại pin chỉ nhỏ bằng ngón tay út và được tặng kèm theo khi mua sản phẩm. Trường hợp hết pin, bạn có thể mua nó tại các cửa hàng máy tính khoảng 10.000 một pin. Loại pin này khá bền nên cũng không có gì bất tiện. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể mua vài viên dự phòng. 2. Mic Rode SmartLav. Nếu bạn cần chất lượng thu âm chuyên nghiệp, Rode SmartLav là lựa chọn không tồi. Đây là chiếc micro mà thương hiệu nổi tiếng đến từ Úc thiết kế riêng cho smartphone. Cảm nhận âm thanh thu từ Rode SmartLav rất trong và ấm. Mic được kết nối với smartphone qua cổng tai nghe, tương thích với thiết bị iOS và một số dòng điện thoại Android. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là thiết bị này chỉ hoạt động tốt nhất trên hệ điều hành iOS với ứng dụng thu âm Rode Rec. Ứng dụng này cho phép bạn điều chỉnh các thông số và upload file ghi âm trực tiếp lên SoundCloud hoặc Dropbox. 2. Mic định hướng. 1. Boya BIM3011. Boya BIM3011 là micro ngưng tụ định hướng có thiết kế nhỏ gọn và chắc chắn, có thể cải thiện chất lượng âm thanh của video trên cơ sở của micro tích hợp. Sản phẩm có sẵn cả cáp TRS và cáp đầu ra TRRS, vì vậy nó có thể sử dụng được cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy ảnh DSLR, máy quay phim, máy tính, máy ghi âm và hơn thế nữa.
Với đầu mic ngưng tụ định hướng, BI-BM3011 sẽ giảm tiếng ồn xung quanh trong khi ghi âm lại với âm thanh rõ cao hơn. Nó cũng có tính năng gắn kết chống sốc, có thể gắn trên máy ảnh hoặc boom và là thiết bị lý tưởng cho YouTuber, blogger, Facebook, TikToker và sử dụng nhiều với mục đích hơn nữa. 2. Rode Mi. Video Mic Mi là một chiếc micro định hướng. Nó sẽ làm nhiệm vụ lọc âm khá tốt khi bạn cần thu âm hoặc quay phim ngoài trời. Đây hứa hẹn sẽ là phụ kiện hữu ích cho các vlogger hay travel blogger, hoặc đơn giản nếu bạn chỉ quay các đoạn phỏng vấn, hội thoại đơn giản không quá cầu kỳ về chất lượng âm thanh tuyệt đối. Sự khác biệt rõ ràng là giắc cắm TRRS và giá đỡ linh hoạt. Điều này cho phép mic có thể kẹp chặt vào thiết bị của bạn mà không cần gắn đế hot shoe. Nó cũng có thêm giắc cắm tai nghe để theo dõi âm thanh với một số ứng dụng ghi âm nhất định, một bổ sung tuyệt vời cho những người coi trọng chất lượng âm thanh của video. Mic khá là dễ sử dụng, không cần cài đặt, không chờ đợi, bạn chỉ cần cắm mic và dùng ngay thôi. 3. Mic không dây. 1. BI-WM4 Pro K1. Ưu nhược điểm của micro không dây mình đã nói ở phần trên rồi. Tuy nhiên, tìm được một bộ micro không dây giá rẻ mà chất lượng chấp nhận được như Boya BI-WM4 chắc không nhiều. Quan trọng hơn, Boya BI-WM4 Pro K1 có thể sử dụng được cho điện thoại và máy tính bảng, máy ảnh, máy quay, máy ghi âm. Cũng như nhiều micro không dây khác, Boya BI-WM4 gồm một bộ phát và một bộ nhận cho phạm vi thu âm lên đến 50m. Trong đó, bộ phát với một đầu là micro cài áo có nhiệm vụ thu âm, bộ nhận kết nối với smartphone qua cổng 3.5. Với hệ điều hành iOS, micro này có thể vừa quay phim vừa thu âm bằng ứng dụng camera mặc định của máy, nhưng với Android thì sẽ tùy theo từng phiên bản của hệ điều hành, tức có thể mic chỉ hoạt động với các ứng dụng ghi âm. Do đó, bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi mua nhé. 2. Rode Wireless Go. Với mic Wireless Go đến từ thương hiệu Rode thì chất lượng không thể nào mà chê được. Wireless Go hoạt động với cơ chế giống các loại mic khác, tuy nhiên ở Wireless Go, việc ghép đôi sẽ diễn ra tự động. Rode hứa hẹn việc ghép đôi sẽ diễn ra trong thời gian dưới 3 giây, và thực tế khi trải nghiệm thì thời gian ghép đôi có thể thay đổi nhưng sẽ không quá 5 giây. Wireless Go sử dụng đường truyền không dây kỹ thuật số 2.4GHz, vì vậy đảm bảo tín hiệu âm thanh rõ ràng, không bị gián đoạn. Wireless Go có thể hoạt động với phạm vi khoảng cách lên đến 70m ở điều kiện lý tưởng. Ở môi trường đông đúc và địa điểm tập trung dày đặc Wi-Fi hay Bluetooth, nó vẫn hoạt động cực mượt mà, không để lại dù chỉ một tín hiệu nhiễu sóng hay ngắt quãng. Đây là vấn đề thường gặp trên nhiều loại mic không dây hiện nay. 3. Saramonic Blink 500B1. Thiết kế của bộ mic này thì hầu như giống với bộ Wireless Go, nhưng bộ Wireless Go sẽ có màn hình LED trên bộ thu nên sẽ là tính năng khá nổi trội. Cả hai sản phẩm micro thu âm của Saramonic và Rode đều cho ra chất lượng thu âm cực kỳ tốt do đều được xây dựng trên nền tảng công nghệ truyền dẫn không dây 2.4GHz. Tuy nhiên, ở Saramonic, bạn hoàn toàn có thể được kết quả âm thanh chất lượng hơn khi được kèm sẵn với một chiếc microphone cài áo lọc rõ tiếng ồn, loại bỏ tạp âm. Trong khi với Wireless Go, bạn cần phải bỏ ra thêm một số tiền không nhỏ để có được chiếc microphone này. Mic sử dụng cho cổng Lightning và cổng Type-C. Ngoài các mic đã nêu ở trên, phổ biến đều dùng cổng cắm 3.5, nhưng hiện nay thì với công nghệ càng cao thì các dòng điện thoại cũng sẽ được cải tiến nhiều hơn, như iPhone sẽ là cổng Lightning, Samsung sẽ là cổng Type-C. Nếu muốn các mic trên cần phải qua rắc chuyển qua cổng mà điện thoại của mình, vì vậy các nhà sản xuất hiện nay cũng cho ra mắt một số mẫu mic dùng cho các dòng này như sau. 1. Boya BI-M2. 2. Boya BI-M3. 3. Rode Miller. Một chiếc micro không phải mấu chốt để bạn tạo nên tác phẩm video hay, nhưng rõ ràng chất lượng thu âm kém sẽ khiến bạn vất vả ở khâu hậu kỳ. Xét cho cùng, ở bất kỳ công việc nào cũng cần có sự đầu tư nhất định, do đó bạn hãy xem xét thật kỹ ưu nhược điểm của từng loại micro để lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho công việc của bạn nhé. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.